cả nhà nha. Hôm nay một trở lại đi nhân lưới cả nhà, nhân lưới cắm sao. Đây vẫn là hai tay lưới của một, hai tay lưới cá đối cả nhà. Lâu quá rồi một nhân lưới cắm sao, một kiếm cắm sao để ăn cả nhà. Hai lâu quá cũng thèm lại cắm sao. Hôm nay một đi với bé Nhi, hai cha con đi nhân lưới. Con chào ông bà cô chú. Hôm nay đi nhân lưới cá ông sao với cha. Giờ mới đi lại trên sình nè cha. Mình thấy cá quá trời cá luôn. Lên cá không thấy con nào. Hai cho con mình thả xong lưới rồi, bây giờ bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, lên trên đầu trên đó, bơi lên đầu trên, mình kéo xuống cả nhà. Thấy cá sao quá trời luôn, mà không biết dính nhiều không đây, lội bãi thở luôn. Rồi con tắm lẹ đấy, tắm lẹ đó. Giờ bắt đầu hai cho con có một kéo lưới cả nhà, còn dính cá nhiều không nha, lâu quá rồi, nay mới dằn lại á. Nãy thấy cũng nhiều. Mà không biết có dính lưới không. Bạn thấy cá nhiều luôn ạ. Dạ. Đó, trời ơi, cá đó bự. Ồ, cá quá trời cá nhà ơi. Ồ, ôi, quá trời ơi. Có lý rồi. Bên này có lý rồi Nhi ơi. Dạ. Đây, đó, trời ơi, dính kìa. Đúng không em Nhi? Trời ơi, dính còn đang đắng rồi Nhi ơi. Đã. Rồi cái đó bự nè, cái đó bự nè cả nhà ơi. Mình gỡ luôn. Chứ về nhà gỡ khó lắm. Hai con kế bên luôn kìa. Trời ơi, cá sao mập lúc luôn, cá sao luôn. Rồi cá sao thôi, khách nói luôn. Rồi cá sao mập lúc luôn, chủ luôn. Rồi. Đây con, rồi con cái đó nè. Có lý à Nhi ơi. Dạ. Ngày mai văn tiếp. Nhi nó mê vậy đó. Cá quá trời cá luôn mà. Đó, trời ơi, chùm chùm dưới đây luôn nè. Con bự bự không à, áo sao này quá mập. Trời ơi, con nào cũng thấy hết biết luôn mà. Trời ơi, con sao nào cũng thấy. Hết chê luôn. Tại hôm nay đâu có ai văn đâu. Ôi, trời ơi, xảy một con là uổng lắm đó nha. Rồi rồi thôi, gỡ mỗi tay luôn cả nhà ơi. Cái đối nữa nè. Răng mình để trễ trễ vậy nè, là kéo có cá đối. Không sao nãy giờ bự mà không có con nào nhỏ. Vô rồi Nhi ơi. Vậy ăn cơm no luôn. Đó, dính chùm chùm bên kia, trời ơi, dính quá trời luôn. Cá dính nè. Quá trời luôn, có con đồng đa quá bự luôn.
Ôi, nguy hiểm quá. Cá mự. Nước này tại nước dông đó cả nhà, mình làm không kịp, thả qua là gỡ liền à, để nước ngập lên liền à cả nhà. Thành ra mình không có thả được kịp nhiều giác, mình thả chỉ được không giác à. Mà cái không sao là như là thả được giác không à. Tại vì mình thả nước lớn á, nước lớn lên cái gì mình phải gỡ. Cộng con này ăn được không cha? Được, con này ăn ngon lắm con. Bữa nào đi cha đi bắt về sẽ làm cho con ăn nha. Dạ. Nó vô lưới là dắt lưới à. Này nó dính tùm lum quá mà, vô nó quấn lưới á. Mình thả nó đi, ít quá mình không bắt, mình thả cho nó sống thì nữa mình bắt nó, nữa mình bắt cho bé Nhi ăn. Ồ, cá đấu, trời cá đấu quá bự luôn. Tại vì sao cha gỡ đây luôn á, chứ về nhà mình không có gỡ được, khó gỡ lắm. Dối. Nó dối lưới, mình kéo lên là về nhà nó dối lưới à. Trời ơi, cá đấu. Trời dối nồi luôn. Nó bự vô quấn á. Trời ơi, trời nguyên chùm chùm lắm luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi. Trời ơi, dưới chùm luôn kìa. Chắc gỡ tay lưới này chắc nước lớn luôn quá, đầy luôn quá. Cá dính là mệt quá mà. À còn là cá bự không à. Giờ nãy còn á đẳng nữa kìa. Gỡ mấy con này khó hả cha? Mấy con này vô dính quấn lưới vậy lắm không? Vô là dắt lưới à. Trời ơi, cả nhà ơi. Ồ. 4 5 con luôn. Trời ơi, cá nè cả nhà. Ồ, dính trời ơi, đều lưới luôn rồi. Dưới luôn. Quả trời luôn. Cá bự bự không? Dính đều lưới luôn cả nhà ơi. Nhìn nó dính trong lưới thấy mê ha cha. Nó nôn luôn. Nôn dở mất công nó sảy. Trời ơi nó dính. Quá trời. Trời ơi cá. Ồ, cá đuối 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 luôn. Mỗi tay luôn. Không kịp. Không kịp gỡ. Mình giăng hai tay nhưng mà chưa gỡ hết một tay nữa đó. Tới cái phao đỏ đó là một tay đúng không cha? À. Biết muốn gỡ con nào luôn. Để gỡ xong một tay về cái mình sẽ lấy cá luôn, mình quay cho cả nhà xem. Cả nhà nhiều lắm rồi đó. Thằng kia chín luôn kìa cha. Ừ. Giải nãy giờ. Cá đói á. Ừ. Cha nói đúng luôn, nước nó gần nà ngập hết sình luôn rồi kìa. Đó, trời ơi. Ơi. Con nào nấy mập cú nào nặng luôn á. Quá trời con cá nằm á, mập lúc luôn. Cá đối nữa nè.
hai con dưới bị rước cái cây gì cả. À, tự dính luôn cả nhà. Trời ơi, đằng kia nữa kìa. Trời ơi, giỏ trời dính rồi. Rồi nãy là đằng kia nữa cha. Chưa hết tay mà. Trời luôn. Chưa hết tay mà tao thấy quả cả luôn á. Lâu ngày mình dăng lại chúng. Mấy cá này ăn gì mà bụng bự dữ cha. Nó ăn chất tảo. Ăn sình nè. Lại cá nó mập á. Dạ. Cá mập lúc à. Cá đói dữ nè. Thấy mê cả nhà ơi. Đã chưa? Mê luôn à. Nhưng thấy là đã lắm rồi đó. Nhưng mà cá sau này quá trời con đồng nát trời bá luôn. Ăn đáng luôn. Mập lúc. Không thấy con cá nhỏ luôn mà. Mà cá đói nó ít hơn cá ông sao hả cha? Ừ, tại vì văng không? Cá ông sao rồi con? Cá nào chạy vô mới dính. Ừ. Cá ông sao hết biết luôn. Trời ơi. Cái mà mê luôn. Văng mà dính cá vậy gỡ nguyên ngày cũng ngán. Ngày biết không mà giang không dính vậy. Trời, kéo ta lưới nó ngán. Trời ơi. Con nào mày hết biết luôn trời. Chạy trên sình là mệt lắm rồi. Mà gặp không có cá nữa mệt hơn nữa. Nãy lội sình đã không? Đã. Mà mệt. Lầy cũng mệt luôn. Ở dưới này. Ở dưới đây này nè. Con này xém xảy nè. Trời ơi, dính cái này. Trời ơi luôn. Con kia là ố quá trời luôn. Trời ơi, xém xíu xảy con cắp mọc ố luôn. Tới cái phao đỏ, trời ơi. Tới cái phao đỏ là mình tay lưới đó cả nhà. Đó. Giờ mình sẽ hết vòng tay lưới này cả nhà. Đó, tay lưới nha. Chuẩn bị mình kéo cái lần thứ hai để mình lấy cái tay bực. Tay lưới có được nhiêu cá. Ây da trời ơi, mình đi không nổi luôn. Nặng. Trời ơi, một tay à cả nhà ơi. Một tay lưới mà quá trời luôn. Trời ơi, cá bự bự không. Trời ơi, mấy ký rồi đó. Giờ mình kéo tay thứ hai coi được cái răng tay đầu không. Trời ơi. Đây, đó, dính hai bà con luôn cái này luôn. Đầu lưới. Cá mập lúc luôn. Cá
này mới đã rút luôn. Con cá mập rút luôn, cá hết biết cái bụng nữa. Thôi rồi, cá rồi, trời ơi quá trời luôn, trời ơi dính kìa, quá trời luôn cả nhà ơi. Hôm nay cả cá biết đã luôn. Nhiều cá mà cũng bị mất mấy cây cây nữa hả cha. Mấy cây mai nó cạn, cho vô cho lụm, mình văng cũng kế bên bè nè cả nhà, cặp với bè luôn, bè ngoài đó đó. Cá thích chùm này tới chùm kia luôn. Trời gần kia cái nhây. Trúng mánh rồi. Con cá gì mà quá trời, con cá mập. Cái nào như cái đấy luôn. Chụp con cỡ gì như vậy không mà cả nhà. Chụp con luôn ạ. Con nào như con đấy. Con gì mà quá, cá nó mập. Này cá sao nó mập chứ ghê luôn. Cha bắt được không sao không cha? Được không, mà bắt chậm lắm, bắt lâu lắm, sao mình văng bằng văng lưới được, văng lưới gì lẹ. Trời, nãy giờ có thấy con này là nhỏ nhất á. Mà nhỏ thường nhất. Thường như là cá bự rồi đó. Mà hôm nay con này là nhỏ nhất. Anh Tư với anh Sáu chuẩn bị đi bắt cua. Thì anh Sáu chuẩn bị bắt cua. Nãy có vũ cho đi nè. Có vũ cho đi mà giờ cho gỡ lưới không kịp cá đây mà sợ trễ. Vậy cậu Tư cậu Sáu đi trước. Vậy ngày mai cho mới đi bắt cua. Giờ này cũng có mùi mắt nữa chà. Ở đây mà con giác nào cũng có. Mình chỉ do mình ở trên nhà, mình ở ghe á thì nó không có, chứ mình con ra sông đi làm là nó cắn à. Cắn cha nó vào xinh cắn mà. Cá dính. Trời ơi, quá trời. Trời con kia. Lỡ con đó cha, xíu nó xảy. Cá bự này bán chắc có tiền. Hảm cá giòn. Ta mua cũng rẻ. Không biết cá bự này nay ta mua nhiêu đây. Nay toàn cá bự không à cả nhà. Ở có được. Mà này mình phải bán bớt hay cha, chứ mình ăn đâu nổi. Chừa mấy con ăn thôi. Quá trời luôn. Đó. Nãy ta nói gỡ xong là nước đầy thiệt, còn nước đầy thiệt cả nha. Một
tính giăng vắt lưới gì kiếm ăn. Rồi một cái bắt cua cả nhà. Nhưng mà hôm nay dính hên, giăng dính cá quá trời luôn, cỡ đi bắt cua không kịp. Rồi anh Tư dính sáu đi rồi. Chắc một mai một sẽ đi bắt cua, một sẽ làm một clip cua để chia sẻ cho cả nhà xem nha. Cũng lâu lắm rồi một chưa đi bắt cua lại. Đều lưới luôn đây nè. Ồ ồ. Đó trời luôn. Đã luôn. Là đúng là lần đầu tiên mình ăn trúng cá như thế này luôn đó cả nhà. Con cũng lần đầu tiên thấy nhiều luôn. Nhân vắt lưới gỡ ra nước từ nhóc xong luôn, nước cạn tới nước đầy xong luôn. Văn kiếm dắt kiếm ăn mà hôm nay trúng, nhờ trúng, nhờ trúng cá rồi, nhiều quá mình sẽ bán mà kiếm tiền là mình đang trải cuộc sống cả nhà. Nhìn đám cá mà ghiền luôn cha. Dạ, mình về con nghe cả nhà, hai cho con mình đi văn bữa nay nè cả nhà, quá trời cả luôn, một đống cá luôn. Trúng bữa nay trúng. Trời, cá nào cá nấy mập, uống ra nằng luôn. Có sao mập kìa, có sao mập quá trời luôn. À, con nào như con nấy luôn cả nhà. Cái này nó gan nó bự lắm nè. Ừ, cá này béo, cá này ăn rất ngon. Hôm nay hai cha con mình được bội thu nha, trúng bầy cá. Lần đầu mới trúng được bầy cá như đây nè cả nhà. Cho mình xin tạm dừng kết thúc đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video cho mình một like, một lượt đăng ký để ủng hộ cho mình có tinh thần làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nha.